Chơi chơi, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Ui thằng Murat kìa. Ôi ơi. Anh đang kim cương em ơi. Anh đang kim cương 5. Mở mic á, đéo. Úi trời ơi, giờ đéo ai ăn đâu mà kéo mày. Nó ăn bên kia rồi. Mina lỗi quá. Mận vúng nhờ. Bố mày cho cái choáng vào mồm này. Úi trời ơi. Thích lắm đấy nhưng mà xa quá không với tới bạn ơi. Chơi luôn bạn, chơi luôn. Mình ngồi máu mà. Tịnh mệnh húng à. Mày húng cái van heo à mày. Mày mà lúc này tao không đủ sát thương ấy. Mày đeo phi phi nó phê lắm các bạn ạ. Mẹ tí nữa xanh đánh thôi rồi luôn. Chấp cả thế giới. Mình nữa có con Pala để nó hồi máu cùng nữa. Đấy, không bị biến về này. Định mệnh mít đâu rồi, về đi. Định mệnh không có mít mà đéo hiểu cho nó có bát làm cái gì ta. Mình thấy dừng đánh như cướp rồi đấy. Sao con mít đéo hiểu tại sao ngồi ở trong nhà luôn ạ. Về biến máu mãi không thấy lên. Định mệnh không xong rồi. Để nó ép trụ rồi này. Tôi xong rồi. Ôi, định mệnh ép trụ này bạn ơi. Mẹ thằng Murat có ulti nhá. Hồi máu cái nhẹ bạn ơi. Nó đéo hồi máu cho mình cơ. Rồi hay lắm. Mẹ bắt lạm người ta quá đáng. Rất ít khi chơi Van Heel nhưng mà khi chơi đã chơi là win, đã chơi là win. Cầm đấm mà. Con Aureo này mình nghĩ là nó thuộc dạng cái xem ông Black One ông ấy đánh ở cái trận Liên Quân mấy ngày hôm nay ấy. Nên là cầm vào đánh. Mình đoán vậy. Rồi, Omen đè đường được thằng Triệu Vân rồi. Đéo đè được. Thua nó trăm vàng kìa. Ôi, Omen bảo rồi. Mẹ ảo tưởng sức mạnh thế, lên cao thế. Rồi bây giờ lên được cái gươm rồi. Định mệnh của Pyla đâu rồi? Mày có xuống đây hỗ trợ tao không? Mình nghĩ là có Pyla là mình ăn được, ăn được ấy. Không có sợ đâu.
Ui giời, phi kìa. Eo tiệt phi kìa. Đánh dã man con tiệt ơi. Rồi xong về. Định mệnh đánh con van này mà nhiều cảm xúc bách thức các bạn ạ. Đánh phê phết đấy, không đùa đâu. Rồi dừng như cứt rồi. Hồi máu một cái bạn ơi. Nó cầm rừng nó thua tiền mình là mình cũng hiểu rồi đấy. Chơi luôn. Ui thằng Murat kìa. Ui ôi. Bay La ơi, anh nói thật, em chính là mảnh ghép của cuộc đời anh. Anh nói thật đấy. Không biết. À mẹ nó là hai ai an toàn. Toàn ơi, em đúng là người bạn tốt của cuộc đời anh. Eo ơi, mình bắn kìa, eo ơi. Eo ơi. Đấng trông quá đấng ơi. Ấy con Payla này bây giờ nó biết là nó phải đi cùng ai rồi đấy. Chơi luôn, không phải sợ thằng Murat. Chơi luôn. Không phải sợ. Mình xanh rồi. Có màu xanh. Mẹ chúng mày nhá. Mẹ con đĩ lao đèo nhá. Chính mày là mẹ con mặt lờ luôn. Côn tập trung là mình ra mình chặn luôn đầu thằng Diêu nhá. Mà đéo thích chúng mày đâu nhá, bọn mặt lờ nhá. Mẹ chính hai đứa này bảo tập trung đánh thằng Diêu. Mình nhìn rõ cái chữ tập trung luôn. Cái định mệnh để đấm nằm xuống kìa. Có khốn nạn. Có quẩy không, có quẩy được không? Có quẩy được không? Rồi ai? Định mệnh nó làm cho thằng Diêu sốc thương mình chết rồi mới sợ. Ui giời ơi Murat, tuổi tí có nhà ông tị. Ôi, đấy phải chát thế để cho nó đỡ chửi. Mặc dù pha đây là cũng cố tình cay hết đấy. Chát thế cho nó đỡ chửi các bạn ạ. Định mệnh nhà mày ta bắn cả bầu rời. Qua đấy. Lùi thôi nha, về nha, mẹ ăn uống xong xuôi tất cả lại về nha. Đang có một xanh đi farm anh em ơi. Mày nhà mày ăn bùa của tao này mày sai rồi. Sai lầm. Mày ăn bùa của tao này. Đấy cho mình xin đi máu ở đây, cho xin 500 máu ở đây. Định mệnh bây giờ mình lấy cái dìu rồi có kháng phép vào thằng dìu vào đấy. Mẹ xem thằng nào ăn thằng nào. Nãy giờ bắt đạt bố mày hơi nhiều đấy.
Dừng có đéo ra. Mẹ ba đứa rồng ấy đéo giờ mới xong. Hồi máu đây mày. Bắn phê vãi cả trưởng. Đây rồi, lại có bình máu di động bây giờ. Người ta gọi đây là cave đấy. Bạn nào chơi game võ lâm thì kiếm thế là biết đấy. Ngami là cave đấy. Choáng lại. Choáng lại. Có bùa xanh không? Không có bùa xanh dành cho tiền zoom. Rồi lại được bút máu nữa rồi. Giết hết quái đi. À, con đạo Murat này mẹ nó rất húng nhá. Bố mày để chóa chết cha mày rồi. Tiền vẫn đang liên tục được bắn. Thế thì còn sợ cái gì nữa. Một khi Vanilla nó xanh. Đấy trụ này. Bạn ơi đéo chết được mình đâu, mình thề luôn ấy. Đéo thì đéo chết được mình luôn đấy bạn ạ. Mình trâu đéo tả rồi bạn ơi. Lại về. Thế thôi lại về. Mình mệnh thằng thằng kia nó dừng nó đéo một tí điểm nhấn nào. Rồi sau đây xong cái Lanfurnia rồi. Phi cho thấm. Ra nhà Quế Lăng, mình tưởng Quế Lăng có thằng ăn rồi mà. Ô Quế Lăng mình tưởng có thằng ăn rồi, cho anh nhà nào. Tôi quên sứ rồi, quên nói. Thôi về tôi ra tôi xem còn quyền năng không. Nhặt rồi, thằng nhặt rồi. Thôi định mạnh nó ra kịp đấy. Nó ra kịp đấy. Lại đánh tiếp. Thôi chết cha chúng mày rồi. Thôi chết cha chúng mày rồi. Phá lính, phá lính, phá lính, phá lính. Ăn bùa xanh. Bây giờ thực sự là mình không muốn ăn bùa đâu. Nhưng mà bây giờ team nó đang on win này ấy. Cho nó dễ ăn bùa, cho nó dễ cướp bùa lắm. Ăn bùa xanh, ra ba bùa xanh ảnh hưởng gì mình cơ mà. Đéo giết cả nó rồi. Mẹ thằng Triệu Vân cái ulti nó bay đâu ra bay qua được tường nghe em ạ. Ôi thôi xong rồi. Cái ulti của thằng Triệu Vân bay qua được tường mới đen chứ. Mà mình thằng Murat thì không có cửa. Thôi xong. Mày quá AD vẫn sống. Ở về 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 về. Về 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 về. Giờ lên cái áo giáp hồi sinh nữa. Thua làm sao được mà thua mẹ ông đừng có thối mồm. Thua thì đéo được. Đây là tạo điểm nhấn cho trận đấu rồi. Rồi tiền lại ra rồi. Tiền ra thì mẹ thua làm sao được. Úi giời ơi mẹ tụng biến. Nó vào đâu? Nó chưa vào đâu? Mẹ chơi mày luôn này con lợn này. Mẹ giờ tao đánh mất cho phần trăm máu đấy mà. Lên luôn, đôn quy luôn. Chết Murat rồi. Định mệnh có màu xanh rồi. Hà quên có ra màu xanh rồi. Mẹ
em phá lính lúc này. Thôi. Hồi máu đi Pena ơi. Thề mẹ cho lại cầm AD thôi mà mình thề mình đánh hay đéo chịu được. Cầm van rồi đấy, cầm van rồi đấy.